Trận cầu tâm điểm vòng 14 Premier League mùa này giữa Manchester United và Arsenal đã kết thúc với phần thắng kịch tính nghiêng về đội chủ sân Old Trafford. Các vị khách mở tỷ số từ một tình huống may mắn, nhưng sau tất cả, họ lại phải đón nhận thất bại rất đau đớn với màn tỏa sáng của siêu sao Cristiano Ronaldo và một người khác sắm vai nhân vật chính của trận đấu. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục bình luận sau trận đấu trước khi chuyển sang buổi họp báo diễn ra vào buổi trưa và phân tích chiến thuật vào cuối ngày. Trước khi intro, hãy lưu ý tham gia thảo luận cùng tác giả trong group đã được gắn link ở phần mô tả. Trước giờ bóng lăn, Manchester United chào đón sự trở lại của trung vệ Harry Maguire sau án treo giò, trong khi Arsenal vẫn chưa thể có sự phục vụ đến từ Granit Xhaka, người dính chấn thương đầu gối từ trước, nhưng nhìn chung, tương quan lực lượng hai bên là không mấy chênh lệch. Các vị khách khởi đầu tốt hơn với sự cơ động của hàng tiền vệ và họ đã sớm mở tỷ số từ một pha bóng chẳng giống ai của đội chủ nhà. Khi Arsenal đá phạt góc, thủ môn David De Gea vô tình dẫm vào chân đại đế Fred và Smith Rowe đã nhân cơ hội đá quả bóng vào lưới trống. Ngay trước thời điểm trọng tài Martin Atkinson cắt còi, mặc dù hình ảnh quay chậm cho thấy vị vua áo đen này đã lưỡng lự trong việc cho dừng trận đấu. Hai bên chơi giằng co cho đến cuối hiệp 1 và tưởng chừng tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến giờ giải lao, thì bất ngờ Bruno Fernandes lên tiếng gỡ hòa vào phút thứ 44. Lần này, đích thân Fred lập công chuộc tội với tình huống kiến tạo cho anh bạn người Bồ Đào Nha xé lưới thủ thành Aaron Ramsdale. Sau giờ nghỉ giải lao, Man United như lột xác, họ chơi thanh thoát hơn hẳn và sớm dẫn ngược ở phút 52, khi Ronaldo một lần nữa biến thành đệm vương. Đó là bàn thắng thứ 800 của siêu sao này trong sự nghiệp. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tay gang, chỉ đúng 3 phút sau, Martin Odegaard lại cân bằng tỷ số bằng một siêu phẩm trên thánh địa Old Trafford. Tuy nhiên, trong một ngày vô duyên của các tiền đạo Arsenal, đặc biệt là cục tạ Pierre-Emerick Aubameyang, trong khi thủ thành David De Gea vẫn chơi cực kỳ xuất sắc, Man United cũng vì thế mà dần đưa đối phương vào cõi chết. Phút 69, một lần nữa Fred lập đại công khi sộc vào vòng cấm và biến Odegaard thành tội đồ với tình huống tắc bóng giống như một chiếc bánh xe dắt bộ. Trên chấm phạt đền, siêu sao Cristiano Ronaldo đương nhiên không thể bỏ lỡ món ăn khoái khẩu. Tỷ số 3-2 cũng là chung cuộc của màn so tài này, mặc dù Man United đã có thể gia tăng cách biệt nếu chắt chiu cơ hội nhiều hơn trong các pha phản công cuối trận. Tính đến hết vòng 14, Man United chỉ mới kiếm được 21 điểm, kém Arsenal 2 điểm và gần như không nên nghĩ về cuộc đua nào ở ngoài hạng Anh ngoài top 4. Tuy nhiên, một chiến thắng trước đối thủ lớn trong nhóm Big Six nhằm tri ân Ole Gunnar Solskjaer cũng như Michael Carrick đã là điều rất tuyệt vời. Giờ đây, Man United sẽ bước vào một thời kỳ mới với thầy ông nội Ralf Rangnick. Trong khi đó, Arsenal vẫn còn rất nhiều việc phải làm cùng Mikel Arteta nếu muốn trở lại đỉnh cao. Bây giờ, hãy cùng lắng nghe các phát biểu trên truyền thông đến từ hai vị huấn luyện viên. Michael Carrick giải thích về quyết định rời Man United trên Amazon Prime, ông chia sẻ. Thành thật mà nói, đó không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng tôi cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn và tôi cảm thấy khá hạnh phúc. Tôi định nghỉ một chút thời gian sau khi giải nghệ và đã hứa với gia đình rằng chúng tôi sẽ có một khoảng thời gian bên nhau và điều đó chưa bao giờ xảy ra. Đây có vẻ như là thời điểm thích hợp để bước đi. Tôi sẽ quay lại nơi này, tôi không biến mất, nhưng đó là thời điểm thích hợp và cách để kết thúc. Đó thực sự là một đêm hoàn hảo. Cách đội hình chơi như thế nào là 100% quyết định của tôi. Tôi tôn trọng câu lạc bộ và tôn trọng người quản lý mới đến và tôi muốn đưa ra quyết định trước khi có bất kỳ liên hệ nào với ông ấy. Không có sự chéo ngoe nào cả. Tôi nghĩ đó là điều đúng đắn cần làm cho câu lạc bộ và cho Ralf Rangnick. Một khi tôi đưa ra quyết định, đó là quyết định cuối cùng và tôi hạnh phúc với điều đó. Trong khi đó, Mikel Arteta thừa nhận thất bại trên Amazon Prime. Chuyện là như vậy, nếu bạn để thủng lưới 3 bàn trên sân Old Trafford, bạn sẽ rất khó có được một kết quả nào khả quan. Tôi thất vọng với cách chúng tôi để thủng lưới một số bàn thua. Chúng tôi đã có một số giai đoạn thực sự tốt như khi ghi bàn thứ hai. Chúng tôi kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng chúng tôi lại ném nó đi. Bạn cần thêm 2 bàn thắng nữa để giành chiến thắng và Arsenal không có khả năng làm được. Nếu nhìn vào trận đấu, bạn sẽ nói chúng tôi xứng đáng hơn nhiều so với những gì nhận được, nhưng bạn sẽ bị trừng phạt. Đối đầu với đối thủ ở đẳng cấp này, bạn không thể làm được một số điều chúng tôi đã thể hiện. Về giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, chúng tôi không muốn nó thuộc về Ronaldo vì nhân vật chính phải là Fred. Có thể nói, hôm nay tiền vệ người Brazil đã làm hết mọi thứ, thậm chí cả việc mắc sai lầm.
Tuy nhiên, nhìn chung thì Fred chơi quá hay khi đối đầu với anh là Thomas Partey cực kỳ lọc lõi. Khổng Tử từng nói rằng, bất hoạn nhân chi bất kỷ chi, hoạn bất chi nhân dã. Có nghĩa là chẳng lo người ta không biết mình, chỉ lo mình không biết phân biệt người hay người dở. Và do vậy, hy vọng Fred sẽ tự rút kinh nghiệm và trở thành Kante dưới trướng Ralf Rangnick với tiềm năng tuyệt vời mà anh sở hữu. Câu nói nổi tiếng đó của Khổng Tử cũng sẽ phù hợp với Michael Carrick sau khi ông quyết định rời đi khi Ralf Rangnick đến. Cuối cùng, Random Football sẽ gửi tới quý vị và các bạn những điểm nhấn quan trọng sau trận đấu. Thứ nhất, phải nói rằng Man United không có nhiều thay đổi về mặt chiến thuật so với thời Ole Gunnar Solskjaer, nhưng khác biệt ở đây là họ đã cải thiện nhiều về mặt tinh thần. Cầu thủ chịu di chuyển hơn, sai lầm mắc ít hơn và DNA quỷ đỏ vẫn hiện hữu trong huyết quản. Trước Arsenal, đội bóng trong tay Michael Carrick không hề vượt trội, nhưng họ biết cách chọn thời điểm dồn lên hoặc lùi về, điển hình như nửa trước và nửa sau hiệp 2. Nhiệm vụ của Michael Carrick đến đây đã hoàn thành khi ông vẫn bất bại trên cương vị tạm quyền và để lại cho thầy ông nội Ralf Rangnick một đội hình rất tiềm năng về trình độ cũng như tâm lý sau thời Ole Gunnar Solskjaer. Trong phần còn lại của mùa giải, sẽ không bất ngờ nếu Man United biến thành đàn chó điên trên sân khi họ áp dụng triết lý gegenpressing một cách đồng bộ và có hệ thống. Thứ hai, cái hay của Michael Carrick so với Ole Gunnar có lẽ nằm ở một điều, đó là dũng cảm. Trong cả 3 trận vừa qua, ông mạnh tay loại bỏ những nhân tố gần như không thể đụng đến như Bruno Fernandes, Ronaldo và Wan-Bissaka. Khi xét đến Diogo Dalot ở trận này, chúng ta có thể thấy anh chơi không tệ, mặc dù sẽ khiên cưỡng nếu nói rằng cầu thủ người Bồ lập tức có thể đảm nhiệm cánh phải thay Thánh Soạc. Tuy nhiên, sự thoải mái trong cách dùng người của Carrick đã giúp Man United không còn bí bách như trước. Họ chưa cho thấy nhiều nét tươi mới về chiến thuật, điều này phải thừa nhận một cách trung thực. Nhưng bóng đá không chỉ gói gọn trong các công thức, nó còn là tinh thần chiến đấu. Nếu cầu thủ ra sân với cục trì trong tâm tưởng, kết cục của họ có lẽ không gì khác ngoài sự thất bại và nó đã thể hiện dưới thời Ole Gunnar. Thứ ba, Arsenal thua trận này nhưng người hâm mộ pháo thủ không nên buồn vì với Mikel Arteta trên ghế chỉ đạo, họ là một đội có tổ chức rõ ràng, hệ thống chiến thuật rành mạch và đó là cơ sở đầu tiên cho sự trở lại. Mặc dù nếu muốn làm điều đó, họ cần tham gia vào thị trường chuyển nhượng nhiều hơn nữa và lập tức loại bỏ Aubameyang để thay thế bằng những người khác khao khát hơn. Nhìn chung, Aubameyang đã hết thời và anh là nhận định sai lầm của đội ngũ tuyển trạch Arsenal vào năm 2017 khi họ tin tưởng cầu thủ người Gabon sẽ chơi đỉnh cao cho đến năm 35 tuổi nhờ vào nền tảng thể chất thiên phú. Họ lấy Jamie Vardy là hình mẫu tương đồng nhưng có vẻ Alba hiện nay đã không còn duy trì được phong độ vốn có. Và với một đội trẻ trung như Arsenal hiện nay, Arteta cần mạnh tay xử lý thanh lọc đội hình. Thứ tư, Ronaldo. Chúng tôi phải nhắc đến anh như một siêu say da ngoài đời thực. Vì cứ mỗi lần cầu thủ này gặp khó khăn là sức mạnh lại tăng lên gấp bội. Trong tình cảnh bị báo chí cũng như France Football bôi nhọ rất nhiều sau sự kiện quả bóng vàng vừa qua, Ronaldo vẫn biết cách để lại dấu ấn. Lần này nạn nhân của anh lại là Arsenal với 2 bàn thắng cực kỳ quan trọng giúp Man United giành chiến thắng cần thiết để nuôi hy vọng top 4. Ronaldo bây giờ đã 36 và chuẩn bị 37 vào đầu năm sau. Dĩ nhiên anh sẽ bị nghi ngờ khi Ralf Rangnick trên ghế chỉ đạo. Nhưng đối với một tiền đạo làm bàn khủng khiếp như CR7, sẽ rất lãng phí và sai lầm nếu khẳng định anh không còn đất diễn tại Man United. Thành hay bại của đội chủ sân Old Trafford ở mùa giải năm nay vẫn sẽ phụ thuộc nhiều vào phong độ của siêu sao người Bồ. Còn năm sau thì chúng tôi không biết. Thứ năm, như chúng tôi đã dự đoán, nếu cứ chơi theo phong cách gây áp lực, Fred và Bruno Fernandes sẽ là 2 nhân tố cực kỳ quan trọng. Bruno Fernandes thực tế vẫn là người giỏi nhất đội, nhưng trình độ của Fred sẽ được thừa nhận nhiều hơn trong thời gian tới. Sai lầm anh mắc phải trong trận thắng Arsenal đơn giản là tai nạn và không thể đem nó ra chế giễu hoặc che mờ màn trình diễn đẳng cấp của đại đế trước pháo thủ. Fred quả thực quá khỏe. Nền tảng thể lực trong thân hình 1m7 của anh có lẽ đến từ sự động viên của cô vợ nóng bỏng và cậu con trai kháu khỉnh. Hồi đầu mùa, chúng tôi nhận định Fred đã kiệt sức và sẽ trở lại nếu anh hồi phục năng lượng. Và giờ chính là câu trả lời đanh thép cho anti-fan về điều đó. Tất nhiên, ngôi sao sinh năm 1993 còn phải cải thiện nhiều, đặc biệt là khả năng tấn công và chuyền bóng. Nhưng với một đội như Man United thì chơi tròn vai đã là tốt và cải thiện một chút nữa sẽ là cầu thủ ổn định. Hy vọng điều đó sẽ được duy trì với Fred trong thời gian sắp tới. Cuối cùng,
Có một hình ảnh ở phút bù giờ sẽ khiến quý vị và các bạn thông cảm cho Harry Maguire, đầu gối của anh rướm máu nhưng vẫn chiến đấu hết mình. Sau tất cả, mọi thứ đã qua, Ole đã đi, và khi chơi bóng hay làm bất cứ công việc gì, chẳng ai muốn chịu thất bại cả. Hãy tha thứ cho nghệ sĩ nhân dân Max Hải và yêu anh hết mình. Đó sẽ là động lực lớn cho cầu thủ người Anh trở lại trong phần còn lại của mùa giải. Đến đây, xin được chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong buổi họp báo và phân tích chiến thuật trong buổi trưa và tối nay.